Tập 11. Hai子. Con ta. Hai子. Con ta. Mình醒了. Con tỉnh lại rồi sao? Mình终于醒了. Cuối cùng con cũng đã tỉnh. Hai子. Con ta. Ta là phụ vương của con đây. Sao vậy? Con không nhận ra phụ vương sao? Con gái. Con gái. Sao con lại ra nông nỗi này? Con gái. Bạch Linh, người mau lại đây. Bạch Đế, sao người lại không thấy nữa rồi? Bạch Linh Pháp Sư, ta cầu xin ngài hãy cứu công chúa. Mau mời Bạch Đế hiển linh, chỉ có Bạch Đế mới có thể cứu công chúa. Cầu xin ngài. Bạch Linh Pháp Sư, chỉ có ngài mới có thể cứu công chúa. Ngài nhất định phải nghĩ cách cứu công chúa. Cầu xin ngài. Đi rồi. Bạch Đế. Bạch Đế đã hiển linh. Bạch Đế đã xua đuổi tà ma. Đúng là Bạch Đế. Tôn Giao, con của ta. Đứng dậy. Đi rồi sao? Người còn dám giả chết hả? Đi rồi. Hậu Nghệ, Huynh sao rồi? Ta thấy hơi mệt. Đầu ta nặng trĩu. Chắc là mệt quá rồi. Thôi được. Vậy Huynh hãy ở đây nghỉ một lát đi. Tình vệ, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi muội. Được rồi, đừng nói nữa. Huynh đã mệt thế này, hãy ngủ một lát đi. Thật đấy. Ta muốn hỏi muội. Muốn hỏi muội. Hậu Nghệ huynh, thực ra ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi bản thân mình. Thế này là thế nào? Rõ ràng ta biết huynh chính là con trai của kẻ thù giết cha, còn là một yêu ma. Nhưng huynh lương thiện thật thà, nhân hậu giản dị đến vậy. Sao có thể là yêu ma được chứ? Nhưng ta vẫn phải hận huynh. Ai có thể nói cho ta biết ta nên hận huynh ấy thế nào đây? Muội thật là tốt. Tình vệ muội muội, muội thật là tốt.
Hậu Nghệ huynh, huynh đang nằm mơ phải không? Huynh đã mơ thấy ta phải không? Hậu Nghệ huynh, huynh còn nhớ những ngày chúng ta đã từng rất vui vẻ trước đây không? Lúc đó huynh gọi ta là Tinh Vệ muội muội, ta gọi huynh là Hậu Nghệ huynh. Chúng ta vô tư vui vẻ bên nhau, nhưng chúng ta sẽ mãi mãi không thể có những ngày ấy nữa rồi. Từ nay về sau, huynh chính là kẻ thù của muội, là kẻ thù giết cha muội. Muội phải hận huynh. Hậu Nghệ huynh, muội không dám xin huynh lượng thứ. Muội chỉ hy vọng huynh sẽ không quên những ngày tốt đẹp trước kia của chúng ta. Hãy gọi một tiếng Tinh Vệ muội muội có được không? Muội nhất định phải hận huynh. Xin lỗi. Muội thật sự không thể hận nổi. Muội phải làm sao để hận huynh đây? Ai có thể nói cho muội biết tại sao chúng ta lại là kẻ thù không? Tại sao ông trời lại đùa bỡn với chúng ta như vậy? Hậu Nghệ huynh, xin lỗi. Con ta, mau tỉnh lại. Công chúa vẫn không khỏe lên, Lý Lạc cũng sẽ không thể trở về. Không, Tôn Giao nhất định phải bình phục. Lý Lạc cũng sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Không, vì công chúa, huynh ấy sẽ hy sinh tất cả. Lý Lạc luôn luôn trung thành với thần tiên, cậu ấy sẽ không bị dao động. Tấm chân tình của cậu ấy, thần tiên nhất định sẽ bảo vệ. Nhưng thần tiên ở đâu? Bọn họ ở đâu chứ? Trời ơi, ai đến cứu con ta? Tên ngốc kia, bệ hạ, lũ yêu ma vừa rồi chính là do Bạch Đế diệt trừ. Nếu Bạch Đế đã hiển linh, tại sao công chúa vẫn chưa tỉnh? Cái này, nếu Bạch Đế không chữa khỏi bệnh cho công chúa, ta sẽ đích thân lên thần đàn, dùng cái đầu của ngươi để nguyền rủa hắn. Thật không đáng thưa bệ hạ. Người hãy đi nói với Bạch Đế, trước chính ngọ, nếu công chúa còn chưa tỉnh lại thì hắn sẽ bị ta nguyền rủa. Vâng, thưa bệ hạ, thần sẽ lập tức đi nói với Bạch Đế. Sao vừa rồi ngươi lại giả vờ chết? Sư phụ, không phải đệ tử giả chết, đệ tử thật sự bị lũ tà ma đó dọa cho ngất đi. Còn ngươi nữa, đồ nhát chết, làm gì mà kêu la chói tai,
khiến cho ta sợ một trận. Sư phụ, con sợ quá. Sợ cái gì mà sợ? Từ sau, nếu còn có tà ma gì đó, hai đứa bọn người phải xông lên trước cho ta. Phải bảo vệ cho sư phụ, nghe rõ chưa? Vâng ạ, lần sau con sẽ là người xông lên đầu tiên để bảo vệ cho người. Sư phụ, lần sau còn gặp tà ma, con sẽ không dám giả chết nữa. Chính người đã thừa nhận giả chết đấy nhá. Để ta cho người giả chết luôn. Tướng quân Quỷ Đinh có lời mời pháp sư đến dự tiệc. Được, hãy nói lại với tướng quân rằng ta về chuẩn bị một chút rồi sẽ đến ngay. Vâng. Hồng Nghệ huynh, huynh hãy nghỉ thêm một lát đi. Muội lại để cho Bạch Đế thoát mất rồi. Không thể trách muội được. Bạch Đế là thần tướng ngự xa của thần Thái Dương. Giờ trong tay hắn lại có Ngọc Lam Ly. Điều này không ai trong chúng ta nghĩ tới. Muội không bắt được hắn, cũng không cướp được Ngọc Lam Linh của hắn. Liệu hắn còn tiếp tục đi làm hại con người nữa không? Như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Muội đã dọa cho hắn sợ một trận chết khiếp. Hơn nữa lại còn phá tan động phủ của hắn. Hắn sẽ còn phải trốn dài dài, không dám đi làm hại con người nữa đâu. Nhưng muội thật không ngờ Hậu Nghệ lại lương thiện như vậy, không giống một tiểu yêu ma. Hắn lớn lên ở nhân gian, mà tính trong hắn vẫn chưa bộc lộ. Tình vệ, muội phải cẩn thận. Muội biết rồi, tỷ tỷ hãy yên tâm. Muội cũng sẽ không quên hắn chính là con trai của đại yêu ma. Năm đó chính vì tên đại yêu ma Hình Thiên mà cha muội bị giam trong viêm cốc. Muội hiểu được là tốt rồi. Vừa rồi ta cũng nhận được lời nhắn nhủ của Vương Mẫu qua chú Thiên Ân. Vương Mẫu và Long Vương sắp tới đây rồi. Vương Mẫu, người yên tâm, nhất định con sẽ nhớ lời dặn dò của người. Lát nữa Hậu Nghệ tỉnh lại, muội hãy mau đưa Hậu Nghệ rời khỏi nơi này vào Quỷ Lâm. Không hay rồi, địa ma thú lại đang công kích phong ấn của Thiên Đế. Tình vệ, muội hãy mau gọi Hậu Nghệ dậy rồi mau rời khỏi nơi này. Hãy để huynh ấy ngủ thêm một lúc nữa. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, huynh ấy cũng mệt quá rồi. Tình vệ, muội sao vậy? Muội không sao, muội chỉ muốn huynh ấy ngủ thêm chút nữa. Muội cũng cần phải suy nghĩ thêm một chút, làm sao để trả lời những câu hỏi của Hậu Nghệ. Vậy cũng được, dù sao muội cũng đã vất vả cả ngày rồi, cũng nên nghỉ đi một chút. Ta sẽ ở rất gần để bảo vệ cho muội. Từ sau khi công chúa bị nhiễm về bệnh dịch của yêu ma, bệ hạ có lệnh toàn thành trên dưới đắm chìm trong giới kinh. Từ đó ta cũng không động đến một giọt rượu nào. Đây là loại rượu thượng hạng mà bệ hạ dùng để tế Bạch Đế. Nào, Bạch Linh Pháp Sư, hôm nay ngài đã phải vất vả trừ ma diệt quái. Mời. Mời. Đúng là rượu ngon trong cung của bệ hạ thật khác thường. Mấy năm nay ta luôn sống trong núi, lâu lắm rồi không được uống loại rượu ngon như thế này. Bạch Linh Pháp Sư phải sống những ngày khổ cực trong núi, nhưng cũng vất vả cho ta. Mỗi lần vào mùa thu, ta đều phải dẫn võ sĩ của bệ hạ vào trong núi tìm bắt ngài. Thật ra mỗi lần Quỷ Đinh tướng quân vào núi đều khiến cho ta và đệ tử của ta thật khó sống. Người mà ta không muốn gặp nhất chính là tướng quân đấy. Thật không ngờ hôm nay lại có thể cùng ngài ngồi ở đây thưởng thức rượu ngon, đúng là hiếm có. Đúng vậy, khó khăn lắm mới bái được Bạch Đế làm chủ, ta mới tu thành chính quả như ngày hôm nay. Nào tướng quân, ta mời ngài một chén. Ngài đã có chỗ dựa là Bạch Đế, mới trở thành pháp sư của Hữu Cùng Quốc ta. Hôm nay làm lễ tế Bạch Đế,
Tướng quân, ngài vất vả quá. Vất vả cũng có tác dụng gì? Chẳng hay pháp sư có biết bệ hạ không có con trai, theo như nếp cũ của tổ tiên chúng ta truyền lại, ta có thể kế vị ngôi vua của bệ hạ. Nhưng bệ hạ... Đúng. Mọi người đều biết Quỳ Đinh tướng quân là một anh hùng, là võ sĩ số 1 của Hữu Cùng quốc ta. Chỉ có ngài mới đủ tư cách kế vị ngôi vua. Nhưng bệ hạ không thích ta. Người đã ngầm kết hợp công chúa Tương Giao với Lý Lạc, và hắn sẽ là người kế vị ngôi vua. Nhắc đến điều này, ta quả thật không phục. Nói như vậy thì Bạch Linh pháp sư ta đã vất vả vô ích rồi. Sau này vẫn phải nghe lời của tên tiểu tử Lý Lạc. Sau này Lý Lạc sẽ làm đại vương, đương nhiên chúng ta phải nghe lời hắn rồi. Không, không thể. Tên tiểu tử Lý Lạc đó không tin vào Bạch Đế. Lần này lại thêm hận ta. Nếu hắn làm đại vương thì ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vậy thì còn có cách gì chứ? Có. Ma pháp của ngươi đã cứu ta. Ngươi đã cứu ta từ tay của thần tiên, đã cứu ta từ tay của yêu ma. Tại sao? Tại sao ngươi lại cứu ta? Dù ta không thể hiểu được người phàm trần, nhưng ta thật sự không muốn mất nàng, không muốn mất đi tiếng đàn của nàng. Hôm nay ta sẽ đàn cho ngươi nghe một khúc. Cũng có thể đây là lần cuối cùng ta đánh đàn. Sách nữ, ta còn có thể làm gì? Vì nàng, ta không tiếc bản thân đối đầu với thần tiên. Vì nàng, ta có thể làm tất cả. Nhưng ta vẫn không có được trái tim nàng. Hôm nay ta đến là để trả lại nàng cây đàn thất huyền đã khiến chúng ta quen nhau. Ta phải đi rồi. Phải đi rồi. Ngân Linh Tử, hãy tha lỗi cho ta. Ta không thể đi cùng ngươi. Ngươi không muốn giúp ta nữa sao? Ngân Linh Tử, ngươi đã nói ngươi sẽ giúp ta. Tại sao huynh ấy lại đối xử với ta như vậy? Lẽ nào huynh ấy đã yêu công chúa Tương Giao rồi? Ngân Linh Tử, sao ngươi lại đến đây? Ta nghe thấy tiếng khóc của nàng, thế là ta đến. Ngươi sẽ không cười ta chứ? Sao lại có thể thế? Nhìn nàng đau lòng như vậy, trái tim ta như bị dao đâm. Ta chỉ muốn giết chết tên pháp sư kia. Không, ngươi không thể giết huynh ấy. Trong lòng nàng luôn chỉ nghĩ đến hắn, đúng vậy không? Dù hắn có làm nàng đau lòng thế nào, ta biết huynh ấy chỉ vì bất đắc dĩ. Huynh ấy nghĩ đến ngai vàng, nhưng trong lòng huynh ấy vẫn luôn yêu ta. Nàng có biết trong lòng ta nghĩ gì không? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lần đầu tiên nghe thấy tiếng đàn của nàng, ta đã biết ta không thể sống thiếu nàng. Ngươi đừng nói nữa, ta hiểu lòng ngươi. Sách nữ, nếu nàng đã hiểu lòng ta,
Vậy hãy cùng ta rời khỏi đây, vĩnh viễn rời xa nơi này, đến thế giới ảo mộng của ta. Nơi đó chỉ có hai ta, chỉ có tiếng đàn của nàng. Không, ngươi là yêu ma. Người và ma sao có thể sống cùng nhau? Đúng, ta là yêu ma, nhưng ta chưa từng làm hại con người, dù là người mà ta rất hận. Lâm Minh Tử, ta biết ngươi là một yêu ma tốt. Vậy nàng còn chần chừ gì nữa? Hãy đi cùng ta. Ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Ta sẽ bảo vệ nàng, ta sẽ luôn ở bên nàng. Ngân Minh Tử, cảm ơn ngươi, nhưng thứ mà ta muốn ngươi chẳng có cách nào cho ta được. Sách nữ, nàng biết không, từ khi gặp nàng, từng giờ từng khắc ta luôn nghĩ đến nàng. Hãy đi cùng ta, ta sẽ bảo vệ cho nàng, sẽ luôn ở bên giúp đỡ nàng. Sách nữ, chú tinh linh của lão quỷ đã bao trùm cả khu rừng, đến thần tiên cũng không có cách hóa giải. Để ta thử xem có thể hóa giải thần chú của hắn không. Lý Lạc làm sao rồi? Nàng yên tâm, lão quỷ nhất thời sẽ không làm hại Lý Lạc đâu. Hắn chỉ muốn giữ Lý Lạc trong quỷ lâm thôi. Tại sao lão quỷ lại làm như vậy? Bởi vì chỉ có pháp sư mới có thể vào được quỷ lâm. Lão quỷ muốn giữ Lý Lạc lại, bởi vì muốn Lý Lạc dẫn đường cho tiểu chủ nhân của hắn. Ta có một cách. Sao? Người đã nghĩ ra cách gì rồi? Người nghĩ ra điều gì? Mau nói cho ta nghe. Được, nàng hãy đàn một khúc. Đàn khúc nhạc mà thân thuộc với Lý Lạc nhất. Ta sẽ dùng ma pháp để Lý Lạc nghe thấy. Nếu anh ta có thể ra khỏi quỷ lâm, ta sẽ đưa anh ta về cho nàng. Khúc nhạc mà Lý Lạc thích nghe nhất là khúc lưu thủy. Đây là khúc nhạc đầu tiên mà ta đàn cho huynh ấy nghe. Khúc nhạc đầu tiên mà ta nghe thấy cũng là khúc nhạc này. Linh lực nơi tối tăm hiện thân lên ta. Ta là ma âm, ma âm là ta. Ta là ma âm là ta. Lão quỷ, sách nữ, 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 sách nữ. Hãy tha lỗi cho ta. Ta phải đi tìm lão quỷ. Ta là ma âm, ma âm là ta. Ta là ma âm là ta. Lão quỷ!
Hãy tha lỗi cho ta. Ta phải đi tìm lão quỷ. Lão quỷ đã nhận lời ta. Chỉ cần ta tìm được thành chủ trong 10 năm, ta có thể tìm được ông ấy. Lão quỷ. Lý Lạc đang dùng phép để kháng cự lại sức mê hoặc của tiếng đàn. Ma lực của ta không có cách nào chống chọi với pháp lực của lão quỷ trong quỷ lâm. Sách nữ, xin lỗi nàng, ta không giúp được gì cho nàng. Ta biết, ta không trách ngươi. Tự Lý Lạc không muốn quay về. Sao nàng lại si mê như vậy? Nàng hãy nghe xem, âm nhạc, tiếng cười vang lên khắp trong vương thành. Đại nạn sắp đến, yêu ma đang hoành hành, nhưng trong thành vẫn tràn ngập những âm thanh vui vẻ, tiếng cười, tiếng hát. Sách nữ, Lý Lạc không phải là cả thế giới này. Sách nữ, mất đi Lý Lạc không phải là nàng sẽ mất đi tất cả. Không, Lý Lạc là tất cả đối với ta. Nếu tướng quân muốn tránh kiếp nạn này, chỉ có một cách. Cách gì? Đó chính là phế bệ hạ. Sao? Làm sao có thể thế được? Chỉ có như vậy mới là cách tốt nhất. Vậy ai sẽ kế vị ngai vàng? Đương nhiên là tướng quân rồi. Không được, quyết không được. Có gì là không được chứ? Còn cháu vương tộc không chỉ có một mình bản tướng quân ta. Tướng quân Thành Đông, tướng quân Thành Nam, tướng quân Thành Bắc, tất cả đều là dòng dõi vương gia. Bọn chúng vốn đã không ưa gì ta, làm sao chúng chịu để ta làm đại vương chứ? Dù bọn chúng cũng là dòng dõi vương gia, nhưng chỉ có một mình tướng quân có được sự phù trợ của Bạch Đế. Như vậy nhất định ngài sẽ lên ngôi thuận lợi. Sao Bạch Đế lại xem trọng bản tướng quân ta như vậy? Bởi vì ngài đang thưởng thức rượu ngon cùng pháp sư mà Bạch Đế tin tưởng nhất. Nếu pháp sư chịu giúp ta, thì ta còn phải lo lắng gì nữa chứ? Pháp sư, xin mời. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Vậy pháp sư sẽ định thế nào? Đêm nay ta sẽ phái đệ tử đi đến Cự Di Quốc ở phía đông, đưa tin rằng Sứ Cùng Quốc đang dùng pháp thuật để đuổi yêu ma sang Cự Di Quốc. Cự Di Quốc nhất định sẽ phái quân sĩ đến tấn công Hữu Cùng Quốc. Kẻ định tấn công, bệ hạ nhất định sẽ sai võ sĩ ra dẹp trận. Trước khi bệ hạ xuống chỉ, nhất định sẽ xem quẻ giữ lành để quyết định vị tướng quân nào sẽ đi, vị tướng quân nào sẽ ở lại.
Lúc đó ta sẽ sử dụng pháp thuật của mình để tướng quân ở lại trấn thủ vương cung. Nói như vậy là ta có thể chiếm cứ vương cung, phế truất đại vương, lên ngôi vua. Nhưng lúc đó còn phải xem tướng quân có dám làm hay không. Chẳng có gì mà ta không dám. Lần này là do đại vương có lỗi với ta, chứ không phải là quỷ linh ta tự ý làm phản. Vậy đến lúc đó lúc đó ta sẽ hạ lệnh cho ném tên pháp sư Lý Lạc bất tài vô dụng, khiến bệnh dịch của yêu ma tràn vào Hữu Củng Quốc xuống sông. Ta sẽ để hắn đi tìm hiểu công chúa của Bạch Đế. Ngài không được phép đem Bạch Đế tới Cao ra đùa. Được được, vậy chúng ta hãy chỉ cầu xin Bạch Đế tối cao nhất trời đất này, đến lúc đó nhiệm tình mà thu nhận những tế phẩm do Bạch Linh pháp sư ngài dâng lên. Lúc đó ta sẽ lấy danh nghĩa của tân đại vương để làm lễ tế Bạch Đế. Bạch Đế thật sự có sức mạnh vậy sao? Đến tận bây giờ mà ngài vẫn còn không tin vào pháp lực của Bạch Đế sao? Đến lúc đó Bạch Đế sẽ quét sạch lũ bệnh dịch yêu ma ra khỏi Hữu Củng Quốc. Ngài sẽ là đại vương được tôn sùng nhất của Hữu Củng Quốc này. Nếu như vậy, ngài cũng có thể trở thành pháp sư duy nhất có pháp lực phi thường của Hữu Củng Quốc ta. Đến lúc đó ta sẽ gả công chúa Tương Giao cho ngài. Không không, Tương Giao vốn xuất thân là công chúa, sẽ là tế phẩm thích hợp nhất để dâng lên Bạch Đế. Lúc đó Tương Giao sẽ là người thay cho Bách Tính, thay cho cả vương quốc của cha chẫm mình xuống sông để tạ ơn ân đức của Bạch Đế. Được, sau khi việc hoàn thành, nếu ta có thể kế vị ngôi vua, ta nhất định sẽ cử hành đại lễ bái ngươi là pháp sư hộ quốc của Hữu Củng Quốc chúng ta. Được, chúng ta uống rượu thay cho thỏa ước. Tướng quân, mời, khoan đã. Võ sĩ chúng ta có cách riêng để thỏa thuận hiệp ước đồng minh. Đến lượt ngài. Người không cản được ta đâu. Người không thể cản được ta. Nhất định là thần tiên đã nổi giận trừng phạt chúng ta vì đã thờ Bạch Đế. Bệ hạ, hay là chúng ta đưa công chúa đi trước? Không, đây là sự trừng phạt của thần tiên. Bất luận là xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ chấp nhận. Quỳ giáp. Có thần. Mau, mau triệu Bạch Linh lại đây cho ta. Còn quỳ đinh nữa, bắt hết đến đây cho ta. Bọn chúng tin thờ Bạch Đế, nhất định phải để chúng cùng chịu sự trừng phạt của thần tiên. Tuân chỉ. Ta sẽ uống trước. Xảy ra chuyện gì vậy? Phải chăng Bạch Đế đang tức giận? Come on.
người đến bắt sư phụ, tướng quân đại vương cũng sẽ hỏi tội ngài đấy. Người nói cái gì? Đại vương nói thần tiên nổi giận. Sư phụ, người nhất định phải chịu sự trừng phạt của thần tiên. Đại vương còn nói, tướng quân đã tin thờ bạch đế, chọc giận thần tiên, tướng quân cũng phải chịu sự trừng phạt này. Sao đại vương có thể nói như vậy chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Anh hùng không chắc thiệt thòi trước mắt, mau chạy thôi. Bạch Ninh, đợi ta. Sư phụ, đừng bỏ con. Bạch Ninh, đợi ta. Mau đợi ta. Huynh tỉnh rồi à? Chúng ta mau rời khỏi đây. Đi đâu chứ? Có phải Bạch Đế lại xuất hiện? Mau đi thôi. Sao chúng ta lại phải đi chứ? Huynh lại đây. Trời sáng rồi, thần tiên đến rồi, mau đi thôi. Địa ma thú dường như cảm nhận được việc thần giới sẽ có hỗn loạn. Hắn phát ra ma lực mạnh như vậy, một nơi xa thế này mà cũng bị ảnh hưởng. Địa ma thú là ai? Sao hắn lại dùng động đất để làm hại loài người chúng ta? Địa ma thú từng là đại vương của ma giới. Trong trận đại chiến giữa thần tiên và yêu ma 1000 năm về trước, hắn bị thần tiên dùng phong trấn giam giữ Lôi Tắc do Long Vương trấn giữ. Nhưng hắn không chịu khuất phục sự trấn áp của thần tiên. 1000 năm nay hắn luôn công kích phong ấn. Mỗi lần hắn công kích phong ấn đều gây ra đại nạn. Thì ra nhân gian gặp phải nhiều đại nạn như vậy đều là do lũ yêu ma gây nên. Yêu ma cũng vậy, thần tiên cũng vậy, mà con người cũng vậy, tất cả chỉ là hư danh. Sách nữ, sao nàng lại xem trọng hư danh như vậy? Không phải ta xem trọng hư danh, người mà ta xem trọng là Lý Lạc. Lý Lạc không phải là hư danh, nghĩa là tất cả đối với ta. Nhưng Lý Lạc... Được rồi, ngươi đừng nói thêm nữa. Ta sẽ không để mất đi Lý Lạc. Ta không nói nữa. Sẽ không bao giờ nói nữa. Nàng đã nói Lý Lạc là tất cả của nàng. Dường như ngoài Lý Lạc ra, nàng sẽ không để ý đến điều gì hết. Ở đây có thể nghe được tiếng kêu khóc của người khác. Nàng vẫn chạy lại. Rõ ràng nàng đã không hiểu. Đi đâu vậy? Không cần phải tế Bạch Đế nữa. Thần tiên đã nổi giận rồi. Người ra động đất lớn như vậy, đại vương lại tìm chúng ta hỏi tội. Kế của ngươi đúng là bước đi. Không thể trách Bạch Đế được. Nhất định là tên tiểu tử Lý Lạc đang giở trò quỷ. Đại vương lại cho người đi tìm hắn về. Xem ra ta công to rồi. Bạch Linh Pháp Sư, ta cầu xin ngươi, hãy mau mời Bạch Đế xuất hiện để người cứu chúng ta đi. Nhưng cũng thật lạ lắm, trên pháp khí của ta không thể xuất hiện dấu hiệu của Bạch Đế. Chuyện gì nữa đây?
Con sông trước mắt chính là động phủ của Bạch Đế. Hay là chúng ta đích thân đi mời xem sao? Được, ta tìm ngươi một lần nữa. Dừng lại bên bờ sông một lát xem sao. Đi thôi. Ma, ma, đừng để ý đến họ. Chúng ta mau đi thôi. Tinh vệ, muội hãy để ta qua bên đó, để ta nói cho những người đằng kia rằng Bạch Đế đã bị chúng ta đánh cho chạy mất rồi. Để họ đừng đi tìm nữa. Đừng có nói chúng cũng không hiểu đâu. Hơn nữa chúng ta không thể nấn ná ở đây thêm nữa. Như vậy sẽ bị thần tiên phát hiện. Không được, bọn họ không hiểu cũng phải nói. Nếu không những người này lại đi bắt những đứa trẻ như tiểu bộc tử làm tế phẩm. Không thể để bọn chúng tiếp tục làm hại mọi người nữa. Muội hiểu không? Tinh vệ, ta cầu xin muội đấy. Được rồi, đi.